bắt nhiều đầu nậu trong đường dây ma túy do Trần Thị Thanh điều hành. Ngày 19 tháng 3, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc đội cảnh sát điều tra, CSDT, tội phạm về ma túy cùng với lực lượng công an các phường Hải Châu 2, Phước Ninh, Đàm Dương đã bất ngờ đột kích khu vực cư trú của Phan Tuấn Phúc, sinh năm 1983, Tự Phúc Lì và mẹ là Trần Thị Thanh, sinh năm 1963, cùng trú tại K572/140 Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu. Đây được xem là tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thời gian qua. Để phá được tụ điểm này, lực lượng công an phải mất rất nhiều thời gian, công sức để lên kế hoạch, tổ chức triệt phá. Từ 5 giờ ngày 18 tháng 3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Đặng Bảo Tung, Phó trưởng Công an quận, các tổ công tác được phân công áp sát, bí mật bao vây nhà ở của Phúc, Thanh và nhiều căn nhà liền kề của các đối tượng mua bán ma túy khác. Đây là kiệt nhỏ, chia làm nhiều nhánh thông với đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hoàng. Các đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy có nhà ở kế cận nhau, quan hệ họ hàng thân thích và sử dụng nhiều thủ đoạn cảnh giới để đối phó với cơ quan chức năng. Để bóc gỡ tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy phức tạp của mẹ con Phúc Lì và đồng bọn trong nhiều ngày qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận đã chủ công phối hợp với các lực lượng có liên quan xây dựng phương án tỉ mỉ, huy động đầy đủ lực lượng phối hợp để bảo đảm ra quân thắng lợi. Đến khoảng 8 giờ ngày 18 tháng 3, phát hiện một số đối tượng lạ mặt vào mua ma túy tại hẻm K572 Ông Ích Khiêm, khi trở ra, lực lượng trinh sát đã kịp thời khống chế, bắt giữ. Cùng thời điểm, các tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, phong tỏa các căn nhà và các hẻm liên thông, đồng thời phá cửa đột kích 4 ngôi nhà của các đối tượng trong chuyên án. Tại đây, lực lượng công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ 4 đầu nậu gồm Trần Thị Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1982, chú K572 Ông Ích Khiêm, Huỳnh Tấn Lực, sinh năm 1971, chú K572/118 Ông Ích Khiêm và Mai Thị Nở, sinh năm 1976, chú 572/171 Ông Ích Khiêm. Riêng Phan Tuấn Phúc khi phát hiện có động, đối tượng từ tầng 2 đã nhảy qua mái tôn của ngôi nhà cấp 4 kế cận và tẩu thoát. Hiện lực lượng công an đang khẩn trương truy xét, khám xét khẩn cấp các căn nhà nêu trên, lực lượng công an thu giữ hơn 100 tép heroin đã được các đối tượng phân chia thành nhiều gói nhỏ và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an cơ bản hoàn thành việc khám xét và đưa các đối tượng về trụ sở tiếp tục đấu tranh. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Theo thông tin ban đầu, mẹ con Phúc Lì là những đối tượng cộng cán trong hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng công an. Trong đó, Phúc là con nghiện từng được đưa đi học tập và cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục, Dạy nghề 05-06 thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Đà Nẵng, đóng tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và là một trong những đối tượng tham gia kích động 164 học viên bỏ trốn vào năm 2011.